Lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách tô màu sao cho đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào tất cả bạn em, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn.
Như vậy video của mình đến đây kết thúc nha bạn. Hello, xin chào mọi người. Lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách tô màu sao cho đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào tất cả bạn nhé, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn.
Như vậy video của mình đến là kết thúc nha các bạn ơi.